Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay cũng ngày chủ nhật, chúc quý cô chú có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn quý chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua ha. Hôm nay thì con cũng tiếp tục mời quý chú mình ghé lại vườn bonsai Bé Đầm. Đó, một cái địa chỉ giao lưu cũng khá quen thuộc rồi. Hôm nay cũng có mấy clip để giao lưu cùng quý cô chú rồi ha. Hôm nay cũng có một số cây đẹp nữa để phục vụ cho quý cô chú. Rất mong quý chú xem và yêu mến ủng hộ cho nhà vườn ha. Rồi anh chào Bé Đầm ha. Dạ, em chào kênh Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Vườn em là hôm nay cũng lên một số mặt hàng là giống như những clip trước thôi ạ. Dạ. Dạ, số điện thoại của em là 0969733713, đó cũng là số Zalo của em. Để không làm mất thời gian của quý vị thì em vô thẳng luôn đi ạ. Dạ rồi. Dạ, cặp hồng ngọc mai đầu tiên là mã số 01 ạ. Hôm nay hồng ngọc mai nó to nha quý vị. Rồi, hồng ngọc mai to em. Dạ. Mới cắt luôn. Dạ. Chiều cao là 37. Hoành thân là 12 ạ. Dạ. Cũ là 36. Cây bên đây để em đo luôn. Cây bên đó to nữa. Dạ. Hoành thân bên đây là 19. Cũ là 35. Chiều cao là 29. Cặp 01 này là 250.000 bao ship. Bao sống luôn nha quý vị. Hồng ngọc mai này dễ sống lắm ạ. 250. Dạ. Tiếp theo là cặp 02, cũng là hồng ngọc mai luôn. Cây này thì sống khỏe à, thần chậu ạ. Chiều cao 29, cây này thì nó bằng ngón tay cái của em ạ. Dạ. Dạ rồi, cặp này em giao lưu là 150.000 bao sống và ship luôn ạ. 150 thôi. Dạ. Nó ra hoa đấy ạ. Về muốn điểm dây thì dạ, vô vài cọng dây. Hồng tím rất đẹp. Tiếp theo là mã số 03, ba cái ổi tàu ạ. Ổi này có trái rất là thơm quý vị. Trái dạ, rất là xiên ạ. Trái quanh năm luôn ạ. Chiều cao là 26. Cây thì cũng bằng tay trỏ em ạ. Dạ, 3 cây 100.000 bao ship ạ, mã số 03. Cây giống vậy quý chú. Dạ. 3 cây 100. Tiếp dạ, theo là 3 cây hồng ngọc mai 100.000, mã số là 04. Cây cũng bằng ngón tay trỏ của em. Mỗi cây mỗi vẻ nha quý vị. Dạ. Dạ rồi. 3 cây 100 thôi. Dạ, 3 cây 100 ạ. Dạ rồi. 2 cây sam trái. Dạ, 2 cây sam trái em tàn có tiểu tàn ạ. Cây này thì cũng bằng chỏ em à. Dạ. Dạ, em đo cái chiều bay của cái tán. Dạ, chiều bay là 34. Rồi. Dạ, cây mã số 05 này em giao lưu là một cặp này là 150.000 bao ship luôn ạ. 150. Dạ đúng rồi, cây này là nó tàn cứng ngắc luôn. Em dễ ra cái dưới để chậu luôn nha. Liên nghiêng cái tàn dưới. Đó, đây, sườn cứng ngắc luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, 150.000 bao ship ạ. Tiếp theo là 4 cây Euro, mã số 06, 100.000 bao ship cho 4 cây Euro luôn ạ. Dạ. Đế nó nơm đều lắm ạ. Cây này là có bông trắng hồng nha quý vị. Bông sổm Euro. Dạ đúng rồi. Rất đẹp. Thân cũng bằng ngón trỏ em ạ. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Đây là 4 cây sâm hương cẩm thạch. Dạ. Cẩm thạch này là cẩm thạch zin nha quý vị. Này là không có ghép ạ, tự nhiên ạ. Mã số 07. Cây này thì nhỏ à, nhỏ hơn ngón tay út em nha. 07, 100.000 bao ship ạ. 4 cây. Dạ. Rồi, đổi luôn ha. Tiếp theo là 4 cây sâm núi trái. Chơi combo dạ, cây con như cây con vô, cho mình về mình trồng, mình dạ, chơi bonsai mini hoặc là mình dạ, trồng. Mã số 08. Rồi. Tàn đa đẹp lắm ạ. Mã số 08, 4 cây là 100.000 bao ship luôn ạ. 4 cây chỉ 100.000 thôi. Dạ. Dạ. Tiếp tục tới cây phôi lớn ha. Dạ, tiếp tục là cây sâm núi trái. Cây mã số 1. Cây này già cây lắm nha quý vị, 4 năm hơn ạ. À. Chiều cao là 23. Tán ngang là 34. Hoành thân là 24. Cây mã số 1 này em giao lưu là 650k, đế đều. Đế sổ đều luôn ạ. À. Mấy cây này là đó em có làm đế một lần ạ. À. Dạ rồi, dạ 650 thôi. Dạ 650 cho cây số 1. Cây số 2 cũng là cây sâm núi trái luôn. Mấy cây này thuần chậu hết nha quý vị. Tại em không có thời gian em vô dây nên em cứ cắt như vậy thôi ạ. À. Chứ thật sự là nó thuần chậu hết rồi. Chiều cao là 20. Em đo dưới này đi. Rồi, đo trên nó đại đi. Dạ trên đây đi. Ở dưới thì nó to quý chú nhìn thấy. Dạ. Trên đây là 20, trên đây là 20, còn dưới nữa là nó to nữa ạ. À. Tán ngang là 22.
Cây số 2 này em giao lưu là 600.000, bao sống bao ship luôn. Cây này về là nó ra được là nó thành một cái dáng bonsai rất là đẹp nha quý vị. Dạ. Dạ, già cây lắm ạ. Rồi, tiếp tục luôn. Dạ, tiếp tục là cây mã số 3, 350.000, chiều cao là 22, tán ngang là 23. Cây này đế là cũng rất là đều nữa nè, đế nở á. Dạ, quanh thân là 18, đế nở đều hết ạ. Dạ rồi. À, dạ, 350 thôi em ha. Dạ. 350 mã số 3. Rồi mã số 4. Này em chưa ghi nè. Mã số 4 giao lưu là 250.000. Chiều cao là 35. Hoành thân là 14. Cái tán ngang là 26. Cây mã số 4 này em giao lưu là 250.000. Cây em là thường chậu không nha quý vị. Dạ, 250. Dạ rồi, em xin đổi cây ạ. Đây, tiếp theo là xa. Cây số 5. Cây này đế to. Dạ, chiều cao là 22, tán ngang là 32, đế đều già cây ạ. Có tai chi đầy đủ ạ. À, quanh thân là 19. Cây mã số 5 này em giao lưu là 550.000 bao ship ạ. Dạ, 550. Dạ. Rồi, đổi luôn em ha. Mấy cây này về mình mau lập tàn lắm ạ. Cũng là cây sâm núi trái luôn. Chiều cao là 20, tán ngang là 21, hoành thân là 16. Cây số 6 này em giao lưu là 300.000 bao ship luôn. Cây thường chậu như cái gì. Dạ. Dạ, cây này nó ra cái tán có tâm đẹp lắm ạ. Cây mã số 7 cũng là cây sâm núi trái luôn. Chiều cao là 22, hoành thân là 16, tán ngang là 21. Cây mã số 7 này em giao lưu là 300.000. 300. Dạ. Rồi, tiếp tục. Dạ rồi, em đổi. Sâm trái rất nhiều. Dạ, sâm trái. Cây mã số 8. Cây này lùng. Cây này dáng cực lắc rất là đẹp luôn. Chiều cao là 21, tán ngang 22, hoành thân là 20. Cây số 8 này em giao lưu là 550.000. Cái đế ở dưới đây, cái cây này em chưa có khai thác hết nè. Dạ, 550. Dạ. Dáng trực lắc rất là đẹp. Rất là ít mà cắt nghêu chú. Không có luôn. Rồi, cây này cũng vậy nè. Cây này. Cây số 9. Cây này đâm tược non rồi nè. Chiều ngang là 27. Chiều cao là 17. Hoành thân là 25. Cây mã số 9 này 450.000. Dạ. 450. Dạ. Rồi, đổi chị em rồi. Cây số 10 cũng số là cây sâm núi trái luôn. Cây này lùng. Chiều cao có 14 thôi. Tán ngang là 21. Hoành thân là 20. Cây số 10 này em giao lưu là 400.000. Những cái cây này là ở trên cái chậu nó là nó đã có bông rồi, chuẩn bị ra trái hết rồi đó. Dạ. Già cây lắm luôn ạ. Số 11 cũng là sâm núi trái luôn. Chiều cao là 17, tán ngang là 22, hoành thân là 17 luôn ạ. Cây 11 này em giao lưu là 350.000 bao ship như quý vị. Dạ. Dạ rồi. Tiếp tục luôn em ha. Chiều cao là 19, cây này đế đều nè, hoành thân là 21, tán ngang là 17. Cây 12 này, phải 12 mà, rồi đấy, 12 này là 350.000 bao sống bao ship ạ. Rồi. Dạ rồi. Đổi luôn ha. Tiếp theo là cây 13, một cây bay, tán bay là 33, chiều cao là 21. Hoành thân là 18. Dạ. Cây 13 này em giao lưu là 500.000. Dạ, có một cái tàn rớt rất là đẹp nha quý vị. 500 là hay quý. Dạ. Dạ rồi. Rồi, đổi luôn năm ơi. Đây, cây này quá đẹp luôn. Cây này chưa form thiên nhiên. Dạ, chiều cao là 16. Hoành thân 19. Cây 14 này em giao lưu là 400.000. Mà cắt bít luôn em. Dạ, đúng rồi. Kéo bít hết luôn. Chứng tỏ cây nuôi rất là lâu. Nuôi rất là lâu.
em trồng 3 năm rồi. 3 năm mà em cắt rồi em nuôi lại là một năm mấy là nó liền xẹo đó. Chiều cao là 28, hoành thân là 22, tán ngang là 24. Cây 15 này em giao lưu là 450k. Cây này em có cắt em tạo thành tum tum rồi đó. Dạ, rồi. Dạ, 15 450.000 bao ship nha quý vị. Rồi, đổi luôn ha. Cây càng già nước da nó càng đẹp luôn chú. Cây sâm núi trái 16. 16, cây này dễ thương luôn nè. Chiều cao 16, tán ngang là 33, hoành thân là 21. Cây 16 này em giao lưu là 500.000. Đế chảy rất là đều mà nở nữa nha quý vị. Rồi, đổi luôn ha, đầm rồi. Tiếp tục một cặp dạ, tiếp theo là em lên cặp me chua. Mã số 17, 300.000. Chiều cao là 34, cũ là 35. Hai cây nó có cái kích thước ngang tương tự nhau nha quý vị. Dạ, hoành thân là 11. Cặp 17 này em giao lưu là 300.000 bao sống bao ship ạ. Rồi. Dạ. Tiếp tục luôn, một cặp me dạ, khác nữa. Dạ, cặp 18 cũng là me chua luôn ạ. Chiều cao là 33. Cũ là 33 luôn. Hoành thân là 10 ạ. Cặp 18 này á, là em giao lưu cũng là 300.000 bao sống bao ship luôn. Cây này là nó thần chậu ra tược hết thì quý vị. Dạ. Rồi. Tiếp luôn. Tiếp theo là 19, cũng là cặp me chua. Em cũng giao lưu là 300.000. Hai cây chỉ dạ, 300. Chiều cao là 34. Bao ship tới nhà luôn. Hoành cũ là 32. Hoành thân là 10 ạ. Cặp 19 em cũng giao lưu là 300.000 bao sống bao ship ạ. Dạ, không thích chơi quái thì lấy cái cũ chơi cũng đẹp. Tiếp theo là cặp cần thăng nha quý vị. Cần thăng. Dạ, cần thăng. Mã số 20. Chiều cao là 35. Đế này là 13. Cũ này là 15. Dạ. Dạ. Cặp số 20 này em giao lưu là 220.000 bao ship luôn nha quý vị. 220 thôi. Dạ, 220 cho một cặp ạ. Cây 21 cũng là cây cần thăng luôn ạ. Chiều cao này là 24, hoành cái cũ là 32. Cây 21 này em giao lưu là 200.000 bao sống bao ship luôn ạ. Dạ, 200 thôi. Dạ. Tiếp tục luôn em ha. Số 22. Chiều cao là 42. Hoành thân là 21. Hoành cũ là 38. Cây 22 này em giao lưu là 170.000. Dạ. Giá rất là rẻ luôn nha quý vị. Còn bao ship cắt nữa ạ. Sơ sơ thôi, về mình cắt lại dạ ha. Đó. Tiếp theo là mã số 23. Chiều cao là 34. Cái này vô dây liền được luôn. Hoành cũ là 40. Hoành thân là 15. Cây 23 này em giao lưu là 200.000 á. Em quay sao thì nữa em đóng hàng em để nguyên tàn vậy nha quý vị, em không có cắt gì đâu ạ. Dạ. Dạ rồi. Tiếp theo là cây hạt gạo Tân Phú ạ. Rồi, hạt gạo. Dạ. Chiều cao là 31. Cũ quá xá luôn. Hoành cũ là 50. Hoành thân này là cái 3 thân luôn ạ. Hoành thân là 31. Cây 24 này em giao lưu là 250.000 bao sống bao ship luôn nha quý vị. Dạ, cây cũ to lắm nha. Dạ, cũ to, cũ 50 á. Cây cũng già. Tiếp theo là cây 25 cũng là sam gạo. Hoành cũ là 38. Chiều cao là 29. Tán ngang là 26. Cái 25 này em giao lưu chỉ có 200.000 thôi ạ. 200 thôi đầm ha. Dạ. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Dạ. Tiếp theo là cây 26 cũng là hạt gạo Tân Phú luôn ạ. Chiều cao là 31.
Hoành cũ là 50, hoành thân là 17, cây 26 này em giao lưu là 200 ngàn, cũng bao sống bao ship luôn nha quý vị. Cũ quá đẹp luôn chú ạ. Dạ, cái đế nó nơm đều đẹp lắm. 27 cũng là sam hạt gạo Tân Phú, chiều cao 32, cũ là 52, hoành thân nó là 23. Cái 27 này em giao lưu là 250 ngàn, bao sống bao ship luôn. Dạ, rồi sâm hương, tới sâm hương lên cặp, cặp 28 cả. rồi cây 28 một cây quý vị, chiều cao là 30, hoành cũ nó, hoành thân nó là 31, tán ngang là 26. Cây 28 này em giao lưu là 220 ngàn, bao ship trên toàn quốc luôn ạ. Dạ. Cây 29 chiều cao là 30, hoành thân là 20, tán bài này là 25. Cây 29 em giao lưu là 200 ngàn, bao ship luôn nha quý vị. Dạ. Rồi đổi ban luôn ha. Tiếp theo cây, dạ, cây 30. Rồi em đo thông số. Chiều cao là 30. Tán ngang là 30 luôn. Mình trồng đứng lại dáng trực đẹp lắm rồi. Dạ, hoành thân là 20. Cây 30 này em giao luôn là 200 ngàn. 200 thôi. Dạ. Rồi. Cây 31 cũng là cây sâm hương luôn ạ. Chiều cao là 24, hoành thân là 26, tán ngang là 22. Cây 31 này em giao lưu là cũng chỉ có 200 ngàn thôi ạ. Bao ship nha quý vị. Dạ. Cây 32, 32. Sâm hương. Cây này gọn nè. Chiều cao là 23, hoành thân là 24, tán ngang 15. Cây 32 này em giao lưu là 220 ngàn. Bao ship luôn ạ. Dạ rồi. Đổi luôn đồng. Tiếp theo là cây 33, cũng là cây sâm hương, chiều cao 28, hoành thân 19, tán ngang là 20. Cây 33 này em giao lưu là 250 ngàn, bao ship luôn ạ. Rồi 34 là cây si búp đỏ, chiều cao là 27, hoành thân là 10. Si búp đỏ 1 xài. Cây 34 này giao lưu là 150 ngàn, bao ship luôn nha quý vị. Dạ. Giá quá rẻ rồi. Rồi. Tiếp theo là cây 35, cũng là cây si búp đỏ, tán bay nó là 27, hoành thân là 17. Cây 35 này giao lưu là 170 ngàn, bao ship luôn ạ. Bao sống luôn nha quý vị. Rất là quái luôn. Cây 26 cũng là si búp đỏ, cây bay quái, chiều bay là 24, hoành thân là 11. Cây 36 này em giao lưu là 150 ngàn, bao sống bao ship luôn. Đây nó ra mấy cái tược nhỏ nhỏ nha. Rồi. Yên tâm đi, mấy cây si này nó dễ sống lắm ạ. 37 cũng là cây si búp đỏ luôn, chiều cao là 21, hoành thân nó là 20. Cây 37 này em giao lưu 170 ngàn, 150 ngàn, bao sống bao ship ạ. 150 ngàn thôi nha quý vị. Dạ. Tiếp theo là cây linh sam song hình lá ghí, chiều cao là 20, tán ngang là 22. Cái đế này khá là to, đế là 37, rễ nó bài ra đều đều luôn nha quý vị. Cây 36 này em giao lưu là 400 ngàn á. Bao ship luôn nha quý vị, bao sống luôn. 38, 400 ngàn. Cây già của chú, to. Dạ, cây này cũng đó, hơn 4 năm rồi ạ. Cây này quái nè. 39, chiều cao 18, hoành thân 23, tán ngang 18 luôn ạ. Cây 39 này em giao lưu là 350 ngàn,
bao sống bao xếp là như cái gì, nó ra một nó nhú mầm này đó. Dạ. Rồi. Dạ rồi anh. Đổi luôn ha. Đây. Cái 40. Chiều cao là 21. Hoành thân là 30. Tán bay nó là 20. Cái 40 này em giao lưu là 350.000 á. Bao sống bao ship luôn nha quý vị. Dạ. Cây này hoành đầu rất là đẹp á. Tiếp tục luôn. Tục là một cây trực lắc á. Chiều cao là 19. Hoành thân là 28. Tán bay là 24. Cây 41 này em giao lưu là 350.000, bao sống bao ship luôn ạ. Dạ, 350. Dạ. Rồi, đợi luôn ạ. Theo này là một cây linh sam lá rí luôn ạ. Lá rí đây em ha. Dạ, lá rí rồi. Là nó ra cái lá nó như thế này nè. Dạ. Chiều bay nó là 31, chiều đổ ạ, chiều đổ 31. Cây đổ. Hoành ở vị trí này là 31. Chiều cao lên là 22. Cây 42 này em giao lưu là 300.000. Bao dạ. Ship bao sống luôn cái gì? Chỉ 300 thôi. Dạ chỉ 300 thôi. Con cây đổ. Về tới nhà cho mình. Dạ. Cái cây này mình làm mau lên cây mình chơi lắm á. Cây này cũng quá đẹp. Dạ, chiều cao là 27. Hoành thân là 26. Chiều bay của nó là 30. Cây 43 này em giao lưu là 350.000. Bao sống bao ship luôn cái gì? Dạ, 350. Dạ. Rồi. Tiếp theo cũng là cây linh sam lá gí luôn, chiều cao là 29. Hoành thân là 27. Tán ngang là 33. Cây 44 này em giao lưu là 300.000. Bao sống bao ship luôn. Cây này đế cũng đẹp lắm ạ. Dạ. 300 thôi em. Dạ 300 anh. Rồi, cái này đế đẹp không cô chú ơi? Dạ. Cây 45. Chiều bay là 32. Chiều cao 31. Hoành thân là 18. Cây 45 này em giao lưu là 350.000. Bao sống bao ship luôn nghe quý vị. Co bẻ rất là gắt. Rồi, dạ rồi em đổi cây. Đổi luôn ha. Một cái combo 3 cây. Dạ combo 3 cây. Nó là linh sam siêu hoa nha quý vị. Siêu bông đấy ạ. Siêu bông. Dòng này lá nó khác chút. Chiều cao là 31. Hoành thân là 25. Ba cây này em giao lưu là chỉ có 250.000 thôi. Mã số 46 ạ. 250.000 ba cây linh sam siêu bông. Thân là trên 20 hết ạ. Dạ. 250 thôi. Dạ. Cuối cùng. Cặp này là cũng cặp cuối cùng của clip em luôn, nó cũng là linh sam. Cặp đổ. Siêu bông đổ rất là to luôn ạ. Cái này về vô dây luôn. Về rụng lá là vừa vô dây luôn ạ. Chú ơi. Hoành đế của nó là 35. Chiều đổ là 41. Mày... Hai cây nó có tỷ lệ là giống giống nhau nghe quý vị. Đây, qua đây kích mới thấy được. Rất là giống luôn. Rất là to luôn, cái cũ này to lắm nè. Dạ. Cặp 47 em giao lưu chỉ có 250.000 thôi. 250 thôi dạ. Đồng ha. Dạ đúng rồi anh. Dạ, xung xuê hết trơn. Dạ. Dạ rồi anh luôn. Ơi, cặp này là cặp cuối cùng của clip. Dạ anh xin kính chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi vậy dạ. Thôi em ha, dạ. Ngắn gọn. Rồi con cũng chào quý chú luôn ha. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo quý chú à. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục khi có clip mới mình sẽ sớm nhận được ha.